Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về những anh siêu anh hùng của các bạn. Một bộ đồ chơi mới các bạn nha. Đây, một bộ đồ chơi mới các bạn này. Về siêu anh hùng các bạn. Siêu nhanh nhạy nữa các bạn này. Ok chưa nào? Siêu nhanh này dơ đi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra các bạn nha. Nhìn khá đẹp các em ạ. Các bạn ạ. Đây các bạn, siêu nhân gấu đấy các bạn. Đây, cái thằng xanh xanh này các bạn. Nhìn to con dễ sợ luôn, mình không biết thằng này tên gì nữa. Rồi. Này là thằng gì đây? Siêu nhân gấu này. Siêu nhân gấu đấy các bạn. Các bạn này. Cái thằng này siêu dương gâu các bạn này. Đồ vàng này. Đấy, thằng này là siêu nhân nhảy các bạn. Thằng đỏ đỏ này này. Đây các bạn này. Phía sau lưng nó thì có một cái nút các bạn. Có cái nút gì á, cái nút để bật cái đèn ở phía trước ngực của nó hay sao ấy các bạn. Để mình thử con Batman này nha. Không được các bạn ơi. Phía trước ngực này nó có một cái đèn các bạn này, nhưng mà có cho vui thôi. Đó, sáng các bạn. Có còn sáng còn không các bạn ơi. Đấy, cái anh siêu nhân này có này. Anh này cũng có luôn nè, nhưng mà anh màu này thì không có các bạn ơi. Anh màu này không có các bạn này, anh siêu nhân nhảy màu đỏ này không có này. Cái anh màu vàng này có này. Anh màu vàng, anh màu xanh này có các bạn. Anh Batman này thì không có các bạn ơi. Mình kiểm tra đâu các bạn. Không có các bạn ơi. Mình đã sửa lại rồi các bạn ơi. Có rồi các bạn này. Phía trước có cái đèn này, phía trước cái ngực ấy. Đó, có cái màu đỏ này đấy. Rất là đẹp các bạn. À, đẹp quá nha. Tên Thomas này. Cái này như Thomas thì phải. Đây. Tay chân có thể cử động được các bạn nha. Đây. Đầu có thể xoay được các bạn này. Tay chân có thể cắt lên được các bạn. Rất là vặn vỡ luôn các bạn ơi. Cho lên cái xe này cao cao cho dễ xem các bạn nha. Đây, AM Batman này các bạn ơi. Đây, xuyên anh Batman rớt rồi sao các bạn. Đây, anh Batman này các bạn này. Phía sau này anh người dơi đây các bạn. Phía sau lưng này có cái đèn này các bạn. Tay chân này vẫn hoạt động bình thường các bạn nha. Chung là vẫn cắt lên cắt xuống được các bạn. Rồi, video của mình đến đây là hết các bạn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.